Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chính thức đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Lần trở về này, nàng hậu mang theo thành tích top 13, Miss World 2022 đầy tự hào. Nàng hậu diện chiếc đầm trắng thanh lịch nhưng vẫn khoe trọn vóc dáng gợi cảm, vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài thương hiệu. Dù chuyến bay đáp khá sớm từ 5 giờ 30 phút sáng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn vô cùng rạng rỡ, thần thái. Đến đón cô có bố ruột, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, ekip và người hâm mộ. Hoa hậu Việt Nam năm 2020 cho biết, cô cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước đó vì đã hoàn thành hành trình Miss World 2021 một cách trọn vẹn. Có thể thấy, thông qua cuộc chinh chiến lần này, Đỗ Hà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng thời, cô cũng không làm người hâm mộ thất vọng khi khẳng định được vị thế của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.